Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 8 giờ hơn buổi sáng của ngày 12 tháng 2 năm 2022. Thú thật rằng là khi mở mắt ra thì tôi nhìn thấy một cái thông tin mà tôi cũng muốn làm từ lâu rồi. Nhưng mà trình độ thì mình có hạn chế, đó là thông tin về thời sự quốc tế. Tôi thì tôi hay làm về những vấn đề thời sự quốc tế, tuy nhiên rằng là bao giờ cũng có một cái nó là gắn ghép tại Việt Nam để xem rằng là chúng ta nhìn cái tình hình thời sự quốc tế và nghĩ rằng là thử suy nghĩ, thử vắt óc lên trán nghĩ xem rằng là nếu là Việt Nam thì là như thế nào. Có một cái điều rất buồn cười như thế này để tôi xin chia sẻ với các bác. Tôi luôn có một cái câu nói mà nhiều bác cảm thấy rất là khó chịu. Đó chính là cái việc mà nếu như đa nguyên đa đảng ở Việt Nam thì mọi chuyện xảy ra thế nào? Mọi chuyện xảy ra ra làm sao? Thì tôi có lần tôi nói thế này. Và cũng rất nhiều lần nữa. Nhiều bác bảo rằng là chống tham nhũng ở Việt Nam thì chỉ có cách rằng là đa nguyên đa đảng. Thế tuy nhiên đó chỉ là cái vấn đề lý thuyết. Đó. Nếu một ngày đẹp trời mở mắt ra chúng ta được như vậy thì tốt quá. Cứ như là Hoa Kỳ, cứ như là Mỹ, cứ như là châu Âu. Câu chuyện đó nó chỉ có ở trong cái đèn thần của Aladdin thôi. Còn thực tế mọi thứ ở sự còn thực tế thì ở ngoài đời thật thì mọi thứ nó diễn ra hầu hết không phải là như vậy. Chỉ cần ví dụ thế này. Nếu như mà chúng ta buổi sáng ra mà thực hiện một cái gọi là đa nguyên đa đảng thì các bác thử nghĩ xem. Phương Bắc có để nguyên được chúng ta hay không? Phương Tây có để yên được chúng ta hay không? Họ đàng hoàng, họ tài trợ đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đô la để làm bất ổn giới chính trị của nước ta. Chúng ta bây giờ thoải mái, các bác có thể thấy buổi sáng rất là yên bình thế này. Tôi thì đang dẫn Milo đi dạo này. Còn các bác thì có thể là đi tập thể dục, ngồi nghe nói chuyện, vân vân. Nhưng đấy là chúng ta đã có và đang tận hưởng một cái sự ổn định về chính trị của một nước độc lập không ngả về phương nào. Còn nếu như mà có đa nguyên đa đảng thì liệu rằng sự yên bình này có còn hay không? Hay rằng phương Bắc sẽ tài trợ hàng nghìn tỷ đô la là thứ mà họ có thể có để tạo nên một cái sự gì đó cho chúng ta. Phương Tây cũng vậy, họ cũng không để cho phương Bắc ngồi yên. Họ cũng không để cho phương Bắc ngồi yên. Các bác tưởng tượng thế. Họ cũng tài trợ cho một vài cái chính đảng. Và thậm chí những cái băng nhóm xã hội đen, những hội Tam Hoàng, rồi những cái hội khác họ cũng không để yên được chúng ta. Các bác nhiều khi có nhiều người quá ngây thơ khi nghĩ rằng là đưa cái mớ lý thuyết đó để mà chống tham nhũng không được đâu, và thậm chí tham nhũng nó còn kinh khủng hơn. Và đặc biệt ở thời điểm đó chúng ta không thể nào ở thời điểm đó chúng ta có thể nói rằng là còn không buồn quan tâm đến tham nhũng là như thế nào, mà lúc này chỉ cần có một cái sự bình yên như những ngôi nhà ở đây các bác có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Hôm nay buổi sáng mở mắt ra nhìn thì thấy Hoa Kỳ đã cái thông báo, một cái thông báo, đó chính là cái thông báo như một trong thời chiến, đó là tình hình ở Ukraine đang rất là căng thẳng. Ngày hôm nay vào buổi sáng đập vào mắt tôi ở trên tờ báo Tuổi Trẻ, đó chính là cái việc mà Hoa Kỳ thông báo là yêu cầu công dân của họ, những công dân Hoa Kỳ phải rời khỏi Ukraine trong vòng 48 giờ đồng hồ. Một thông báo có thể nói rằng là lường trước cho một cái sự việc. Trong khi đó thì các bác có thể thấy Nga thì đang tập trung khoảng 100.000 quân dọc biên giới Ukraine. Các khí tài cũng được mang tới. Trong vài ngày vừa rồi thì các chuyến bay của Hoa Kỳ, của Anh tấp nập gửi những vũ khí hạng nặng xuống để vào vận chuyển Ukraine. Để ngăn chặn căng thẳng thì ngay cả Tổng thống Pháp Macron cũng đã đến gặp Nga rồi gặp họ kia. Tôi không bình luận gì về cái việc rằng là Nga sẽ ứng xử ra sao, phương Tây ứng xử ra sao. Cái việc mà chiến tranh có xảy ra hay không. Nhưng tôi chỉ bình luận thế này. Nếu các bác và người dân Việt Nam ở
các bác và người dân Việt Nam mà đang ở Ukraine thì các bác có lo lắng hay không? Các bác có lo lắng hay không trong cái tình hình chiến sự đó? Có ai muốn chiến tranh hay không? Có ai muốn chiến tranh hay không ạ? Các bác có thể thấy tình hình Ukraine từ những năm 2014 đến giờ là đang diễn ra như thế nào. Từ năm 2014 đến giờ. Đó. Tình hình biên giới phía Bắc thì các du kích quân đang được Nga. Thì các du kích quân thì đang được Nga đào tạo. Còn các bác có thể thấy chính phủ của Ukraine hiện nay thì đang thân phương Tây. Và đương nhiên Nga không bao giờ để uy hiếp như vậy. Tình hình của Ukraine là đứng cạnh một cái nước lớn và cũng thân phương Tây, thì các bác có thể thấy là cũng tương tự như người Việt Nam của chúng ta. Các bác thử suy nghĩ một chút xem là liệu chúng ta nên ứng xử thế nào với Ukraine, như Ukraine. Chúng ta có giữ vững được sự độc lập của mình hay không khi đứng cạnh một nước lớn? Có một điều nhiều người quên mất rằng là chúng ta là một nước nhỏ. Và cái việc đứng giữa và vị trí của chúng ta còn kinh khủng hơn cả Ukraine. Chúng ta là một nước nhỏ. Vị trí của chúng ta còn nhạy cảm hơn Ukraine nhiều. Và các bác là như thế. Thế nhưng các bác có thể thấy rằng là nhiều, tôi cảm thấy có một cái gì đấy nó rất là lo lắng khi trong ngày hôm nay, thật sự là thế. Khi chúng ta không giữ được cái sự độc lập, bị thao túng của phương Tây, thì đương nhiên cái anh chàng phương Bắc kia cũng sẽ xử lý hoặc cách nào đó can thiệp vào chúng ta. Khi chúng ta mà ngả theo anh chàng phương Bắc kia, thì các bác cũng thử tưởng tượng xem, là anh chàng phương Tây với cả cái việc mà hàng hải thì liệu rằng chúng ta như thế nào. Cho nên cái đường lối ngoại giao của chúng ta vừa rồi á, là giữ vững cái sự độc lập chủ quyền, cái sự độc lập, quan trọng là sự độc lập, và không ngả theo bên nào cả. Chúng ta phải biết cách cân bằng các lợi ích, và cái sự ổn định chính trị là một sự cực kỳ quan trọng. Thế nhưng á, có lẽ đây là một cái việc mà ít người, ít ông quan tham nào nghĩ tới. Tôi chia sẻ thành thật với các bác như vậy. Ít ông quan tham nào nghĩ tới. Họ chỉ mải lấp đầy cái túi tham của mình. Và nếu như có chiến sự xảy ra thì xin chia sẻ với các bác, họ và con cái của họ chắc đang ở nơi an toàn. Còn những cái gì nguy hiểm nhất, khốc liệt nhất thì lại dành tặng cho những người dân thấp cổ bé họng như tôi và các bác. Có đúng không ạ? Hàng ngày hàng giờ họ bòn rút tiền của nhân dân. Một cái thứ giặc nội xâm làm cho đất nước chúng ta mất ổn định. Thế cho nên tại sao á, kênh Nhân Trang TV của tôi có hai cái mà muốn chia sẻ với các bác, hai cái thông điệp. Một là phải giữ vững cái sự độc lập chủ quyền của Việt Nam. Cho nên tại sao tôi mới chia sẻ rằng là cái đối tượng số 1, 2, 3. Tôi xin nhắc lại với các bác rằng là 1, 2, 3 thì 1 là các thế lực phương Tây, phương Bắc, cả các quốc gia. 2 là những người muốn lật đổ cái sự lãnh đạo và cái chế độ của chúng ta ở nước ngoài, các tổ chức nước ngoài như Việt Tân. Đối tượng số 3 là những người như đối tượng số 2 nhưng đang ở trong nước. Nhưng có cái quan trọng nhất là cái đối tượng số 4. Cái đối tượng số 4 thì xin phép với các bác, đó chính là cái giặc nội xâm. Họ giặc nội xâm, họ như là nối giáo cho giặc vậy. Đấy chính là chúng ta gọi thẳng là giặc ngoại xâm được. Thì giặc nội xâm thì như là nối giáo cho giặc. Và thậm chí còn cung cấp lương thực đầy đủ cho họ để mà có cái khả năng lật đổ chế độ của chúng ta. Thế cho nên ấy, tại sao bác Tổng Bí Thư, bác ấy luôn luôn giữ vững một cái gọi là độc lập trong ngoại giao, độc lập đất nước, tự chủ. Và cũng phải tấn công những cái kẻ, ví dụ như Việt Tân. Nhưng mặt khác, để muốn diệt tận gốc thì bác ấy cũng gọi là bác ấy cũng quyết tâm xây dựng chỉnh đốn đảng. Nhưng thực tế đó chính là giặc nội xâm là phải tiêu diệt. Bởi vì nếu như chúng ta đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng,
quan với dân là một, thì không một thế lực nào, không một thế lực nào có thể, xin phép với các bác, có thể đe dọa hoặc là can thiệp vào Việt Nam. Chỉ khi quân với dân, quan với dân không là một, thì lúc đó họ mới có cớ can thiệp vào. Thế cho nên ấy, các bác nào đừng có mắc mưu những cái kẻ mà lúc nào cũng ra giả đa nguyên đa đảng vì tham nhũng, vì nọ kia. Bởi vì chỉ cần chúng ta hé mở, giống như kiểu là hé mở cái chỗ đó một đoạn thôi, là như con cáo đã thò vào được một chân, mà đã thò được vào một chân thì nó có thể len qua cả người. Và lúc đó tôi và các bác sẽ không còn thảnh thơi, rảnh rỗi để mà có một cái phút giây dắt chó đi dạo như là như thế này, và các bác có thể ngồi thoải mái tập thể dục nữa. Và lúc này cái quan tâm lớn nhất của chúng ta, giống như người dân Ukraine bây giờ, đó chính là cái sinh mạng của mình. Bởi vì con người, nhu cầu đầu tiên của con người đó chính là cái việc mà được an toàn, là nhu cầu an toàn, là bảo vệ sinh mạng của mình, của người thân của mình. Và cái thứ hai là có cái cơm ăn áo mặc, có là tốt lắm rồi. Còn nghĩ sâu xa hơn, ngồi trà đá, chém gió về chính trị, thì xin phép với các bác, lúc đó chúng ta không có cái nhu cầu đó đâu. Tình hình tình hình chính trị của Ukraine bây giờ đang rất căng thẳng. Và thật sự, với tâm thế của mình, tôi không mong trên thế giới này có chiến tranh. Nhưng mà ngay cả phương Tây hay là kể cả Nga, họ cũng đều đang muốn bảo vệ cái đất nước quốc gia của mình. Và biết đâu đó mà tình hình nó không được kiểm soát, thì xin phép với các bác, đó là một cái điều rất đáng buồn cho người dân Ukraine. Họ đang đứng ở một vị trí rất khó xử. Cảm ơn các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.